Xin chào mọi người, hôm nay thì bà con đi rừng và hái về được một cái lô trúc cột bà của rừng Đắc Côi mọi người nha. Lâu lắm rồi mới gặp, thì anh em có thể thấy là đợt này thì cây đang nụ và đặc biệt là cái hàng mà chuẩn từ rừng về thì mọi người xem nó có những cái dề mà nó còn dính những cái lớp vỏ cây này, và thậm chí là có cả những dề nguyên bản luôn. Cái này thì anh em chỉ bắt gặp được ở cái hàng trúc cột bà của rừng Con Tum, rừng Bình thôi, chứ các bác anh chị mà mua cái hàng Lào hay Campuchia thì không bao giờ mà mọi người thấy được những cái khúc nguyên bản đẹp như thế này đâu. Đây, vậy nó mới quý mọi người. Rồi, và mọi người theo dõi đằng sau của clip để em chia sẻ luôn mọi người ha. Cây trúc cột bà của rừng Đắc Côi thì hoa nó khác biệt so với mấy vùng khác mọi người nhé. Hoa trắng tinh khôi rất là đẹp. Rồi, khi mà nở hoa thì cho ra cái màu sắc rất là độc đáo. Tí nữa em sẽ chia ra thành từng hình để cho anh em sưu tầm nha. Nói chung giá cũng phải chăng thôi, tầm cỡ 100.000 thôi mọi người, để anh em có thể mua. Anh em sẽ theo dõi đằng sau clip mọi người nha. Và cái lô mới vừa về thì em đã chia ra làm các hình cho anh em sưu tầm mọi người nha. Thì giá nó tầm cỡ 100.000 một hình thôi. Đây, mọi người có thể xem những cái dê ngày hôm nay nha. Có những hình nó tầm 3 dê hoặc là 4 dê gì đó, hoặc là ví dụ những cái dê to thì nó 2 dê hoặc là 1 dê, giá 100.000 thôi mọi người nhé. Hoặc là những cái dê VIP ví dụ 14, 150, 15, 150, 16, 150 nè, hoặc dê nguyên bản 17, 200 nè, 18, 2 dê nè, 2 dê đôi, giá 200. Đó là những dê cao nhất ngày hôm nay thôi. Và cái cây trúc phật bà của rừng Đắc Côi Con Tum thì bình thường thì cứ tưởng là tuyệt chủng rồi, nhưng mà hôm nay thực sự là rất là vui khi mà bà con lại tìm thấy được một cái lô cực kỳ đẹp và những cái cây lùn ngắn như bàn tay này, rất là hay mọi người nhé. Nói chung là cây này anh em sưu tầm mấy dê nhỏ thôi, không cần quá lớn đâu, dê nhỏ thôi là nó đủ đẹp rồi mọi người. Nhìn nó kiểu rất là mini, rất dễ thương mọi người ha. Đây, có những dê nhỏ thôi. Rồi, bây giờ anh em có liên hệ sưu tầm thì cứ báo em nhé. Mọi người liên hệ 0384 750 258 là được. Rồi, em sẽ quay lần lượt từng hình, thì anh em sưu tầm hình nào cứ báo em nhé. Bây giờ em sẽ quay hình số 1 trước đây. Hình số 1 này, giá là 100.000 mọi người nhé. 1 dê nè, đang có nụ nè. 2 dê, 2 dê, đó. Bà con nhìn hay không mọi người? Trên mọc trên cây cao mà người ta vẫn thấy được những cái dê này là người ta hái nè. 3 nè, 4, rồi hình số 1 100.000, được 4 dê mọi người nhé. Cho anh em sưu tầm hàng hiếm. Cái này chắc phải hiếm nhất ở rừng Con Tum rồi mà, hiếm hơn cả đơn cam luôn rồi nha. Nên là các bác anh chị mới thấy cái đồ đặc biệt của trúc phật bà rừng Đắc Côi này. 1 nè, 2 nè, 3 nè, về nhỏ 4 nè, 5, 6 luôn mọi người. Rồi hình số 2, 5, 6 cây luôn, giá 100.000. Tiếp theo hình số 3, giá cũng 100.000 mọi người. 1 nè, 2 nè, 2 nè nha, 1, 2, 3, 4, có dê nhỏ nữa. Rồi, 4 dê, hình số 3, giá là 100.000 mọi người nha, hình số 3 giá 100.000. Rồi, tiếp theo là em sang hình số 4. 1 dê, 2 dê nè, 2 dê, 3 dê, 4 dê, đấy, như bàn tay Phật vậy mọi người. Này được loài lan được mệnh danh là bàn tay của Phật tổ mà. Tiếp theo là hình số 5. Đó, giống như bàn tay người không mọi người. 1 nè, 2 nè, 3, hình số 5. Rồi, hình số 5 giá 100.000 mọi người nha. Rồi, tiếp theo là hình số 6. 1 dê nè, 2 dê, 3 dê. Rồi, hình số 6 giá 100.000 mọi người nha. 100.000 hình số 6. Tiếp theo là em sang hình số 7. 1 dê nè, 2 dê nè, và 3 dê mọi người nha. Rồi, hình số 7, 3 dê giá 100.000. Tiếp theo là em sang hình số 8. 1 dê nè, 2 dê nè, 3 dê. Rồi, hình số 8 giá 100.000 mọi người nha. Tiếp theo nữa là em sang hình số 9. 1 dê nè, 2 dê nè. Rồi, số 9 được 2 dê lớn mọi người nha. Rồi, số 9 giá 100.000. Theo hình số 10. 1 dê nè, đấy,
hai dê. Về đây nó mọc cong vậy chứ không phải gãy mọi người nha. Đây mọi người xem nó mọc cong rồi. Hình số 10, 100 ngàn. Theo là hình số 11. Đó, về to, nhìn dễ thương không? Đang nụ mọi người. Rồi hình số 11, giá là 100 ngàn mọi người nha. Theo nữa là em sang hình số 12. 12 cũng giá 100 ngàn. Đang nụ. Mùa này chúc ba nụ Tết mọi người nha. Hoa trắng tinh khôi rất đẹp nha. Hình tiếp theo hình số 13, có cả dính cái lan lồng dính trên mọi người. Rồi. Số 13 giá 100. Theo nữa là hình 14. 14 giá 150 ngàn mọi người. Đây dê rất to nha. Rồi. Hình 15 giá 150 ngàn. Rồi. Theo nữa là 16. Giá 150 ngàn. Rồi. 16 có dính thêm dê nhỏ nữa. Rồi. Tiếp theo nữa là 17 nguyên bản. Đấy, có hôm nay có con dê nguyên bản mọi người nha. VIP 17. À, rồi, có giá là 200 ngàn. Dê sưu tầm nguyên bản. Và VIP 18, đây hai dê lớn nè mọi người. Mọc chung nha, một cái bụi. Gồm hai dê lớn. Rồi, giá 200 ngàn. Rồi, em đã quay xong cái lô chúc phục bài VIP trong ngày hôm nay. Anh em có sưu tầm thì liên hệ nha với em nha. Mọi người liên hệ đài 0384750258 là được. Và mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển ha, phí chuyển tầm 30 ngàn nữa. Do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng, anh em thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Và được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người nha, đúng như hàng anh em đặt thì anh em thanh toán nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.